nếu bạn đã từng gặp phải những tình huống này trong đời. Không sao đâu, bây giờ tôi sẽ dạy bạn một chiêu để giải quyết nó ngay lập tức. Bạn có thấy đường link ở bên dưới video không? Chỉ cần nhấp chuột là bạn đã có thể đăng ký khoản vay từ 15 đến 20 triệu đồng. Điều quan trọng là không cần giấy tờ hoặc thế chấp phức tạp. Nền tảng này chính quy, an toàn và đáng tin cậy. Hỗ trợ trả góp, hãy đến và đăng ký ngay.